hoặc chơi và lên đồ theo tiền thủ. Trong game muốn anh em hướng tới đều thể nâng trình bản thân nhanh nhất. Erin lên đồ như Marit nhưng có một chút biến đổi nhẹ, thay vì thánh tuấn chuẩn cơm mẹ nấu thì trong game cầm thần quang, nhưng không sao, đánh đơn mà. Trong game đã test và có một chút cảm nhận gửi tới cho anh em. Đi đường khỏe hơn nè, cấu đỉa đau, tốc độ dọn lính ở mức vừa phải, tự tin trao đổi thức với kẻ địch, đi được với nhiều kèo dễ dàng, không sợ bị ép. Erin bị giảm sức mạnh nên theo TNG lên đa vật lý đạn, cần thời gian cày mới thể áp lực được. Còn Erin lên phép mạnh từ đầu tới cuối game, không sợ bị ép phế nên khi lên phép cho Erin cảm giác rất tự tin và dễ chơi. Mở ngoặc nhìn đồng đội với nhá, làm phép quá đấy ạ, thay đổi đồ vật lý ngay. Và một chút lưu ý, nếu anh em cầm đồ này đi đường, do anh tổng đấy ạ, núp phía sau thôi, cấu rìa chưa một trước và tìm cơ hội bật chiếc cuối lao vào. Khả năng ép trụ khi đến phép khá áp lực của đồng đội vì anh em rìa chưa một rất là đau và có thể bật chiếc cuối cấu rìa khiến đối thủ phải về nhà hồi phục ngay. Anh em chơi Erin mà xin đi mid được nha, cầm cái lưới đồ này cứ gọi là tuyệt vời. Bạn đã thử chưa? Cho cảm nhận nào. Còn bây giờ vào giao lưu QA với Trảm Game thôi. Marit là một trong tuyển thủ hay sử dụng vị tướng Erin để mà cầm đi mid. Ui, xem phê rỉa sướng các bạn ơi. Thế là TNG Monman muốn làm tí ở rank nhưng mà khổ quá, đồng đội lại pick con Iggy trước rồi. Thôi thì chúng ta đổi gió tí ở vai trò xạ thủ đường rừng các bạn nhá. Theo Trảm Game ở meta hiện tại, dùng Kirot để đấu với Triệu Vân thì top được không ạ? Thích thì cầm thôi bạn ơi. Nhưng mà TNG đấy ạ thì vẫn nghiêng về con Triệu Vân hơn. Bởi vì về sau nhá, khi con Kirot có đồ thì Triệu Vân cũng có đồ mà nó lại còn trâu này à, đúng không ạ? Hồi phục sang chuẩn các kiểu. Ui, TNG vẫn tin tưởng Triệu Vân hơn. Không biết là anh em theo kèo gì ạ? Comment dưới video đi chứ còn gì nữa hả anh em? Thật ra thì sử dụng cái lối trang bị anh em cầm phép đấy ạ, thì anh em sẽ có ưu thế sớm khi anh em cấu rỉa căng. Nhưng anh em lên vật lý tốc đánh chí mạng đấy ạ, thì thực sự cái lối trang bị đó dành cho anh em đi xạ thủ đúng hơn. Chính xác như vậy các bạn nhá, chứ anh em đừng có theo TNG. Chẳng qua là TNG muốn test thử xem là nếu không được đi mid thì liệu cái lối trang bị này của Marit ạ thì nó có thể áp dụng ở đường rừng được hay không. Đấy, tức là nó chỉ là tùy trận thôi nha anh em nhá, chứ không phải là anh em áp dụng theo tôi đâu. Người ta chửi chết áp dụng cái lối đồ này đi mít thôi. Ed cho em hỏi là em chơi năng đốt full đam không dày, ok, nhưng đối thủ lại nhiều vị tướng sốc đam, vậy thay đồ nào để lên thương khung kiếm vậy hả Ed ơi? TNG không biết là cái lối trang bị của bạn có những gì nên TNG chỉ nói một cách chung chung thôi nhá. Nếu chúng ta giàu đấy ạ, có thể là thay thanh kiếm lên thương kiếm. Còn nghèo quá đấy ạ, thôi thay nanh đi, chứ cái nanh nó đắt quá anh em ạ, thực sự. Nhưng mà dù sao chúng ta không luyện giày đúng không? Chúng ta được cái lợi về một cái slot đồ mà anh em, slot đồ sát thương mà. Hôm nay TNG hơi ốm một chút các bạn ạ. Thật ra thì ốm không phải là vấn đề sức khỏe tay chân để mà chơi game gì anh em ơi. Mà anh em biết thừa cái bệnh của tôi bao năm qua là bị xoang rồi đúng không ạ? Giờ rời một cái là rất là ôi trời ôi luôn. Trời ơi nhìn pain kìa, nó lao tới này làm sao mà chạy được ạ. Anh em cứ yên tâm, tạp hóa là TNG, arc gì cũng có. TNG cũng sẵn lòng tìm arc cho anh em. Nhưng mà anh em muốn tìm arc đấy ạ thì mình phải lên trên fanpage Trảm Game TNG cơ, thì nhắn vào cho anh em nhân viên tìm cho. Chứ trên YouTube là người ta cấm quảng cáo anh em nhá, cấm quảng cáo nên TNG không thể tìm hay là review gì ở trên này được. Đấy là chúng ta chơi nền tảng nào thì phải tôn trọng nền tảng đó. Còn trên fanpage Trảm Game TNG thì anh em tẹt đi. Đây, đây, đây anh em. Phục vụ anh em 24/7. Đó, nghe bốc phét thế đâu anh em ạ, chỉ đến giờ hành chính thôi nhá. Chứ còn mấy cái giờ khác người ta cũng phải ngủ thì mình cũng phải ngủ chứ. Ok chưa? Em có ép có con Zenitsu ạ? Có bạn ơi. Nhưng mà giá thì không có rẻ đâu nhá bạn nhá. Bạn có thể lên tham khảo trên tạp hóa TNG. Ôi dồi ôi, một con ạc tầm 500 cành có không ạ? Có chứ. Ed ơi, em đi top gặp nhiều kèo trên cơ đúng không? Và bị ganh nhiều thì làm sao để có thể ao vàng đây? Ui khó thế nhở, bị ganh sấp mặt thế này đồng đội vẫn hỗ trợ mà muốn ao vàng hơi căng đấy nhá. Nói chung là bị hành đấy ạ, và bị ép thì rất là khó ao vàng. Cái đây là mình phải xác định rồi anh em ơi, phải chờ cơ hội được ganh, hoặc là anh em phải di chuyển được để có thể farm ké ở mấy cái vị trí, mấy cái đường khác, hoặc là vài giao tranh mình xúc đao được vài thằng xanh quá bên đó đấy ạ. Ui, gần nghìn vàng hay là mấy trăm vàng thì nhanh lắm các bạn ơi. Quan trọng là mình phải di chuyển được để farm. Chứ bây giờ bị ép như này thì farm kiểu gì? Ok chưa? Spam. Rồi, các bạn nhớ nha, lên fan như Marit đấy ạ, thì anh em đừng có tiết kiệm cái chiếc cuối làm gì cả. Nếu mà cơ hội rỉa, đặc biệt cái bọn máu mỏng đấy, anh em cứ bật chiếc cuối lên, rỉa cho nó sợ luôn. Khi nào cần ngừng đấy ạ, thì anh em bấm dừng. Thế thôi, đơn giản. Phải công nhận là cái con Erin này nó chuyển giao quá tuyệt vời luôn. Sắp tới thì cái con Charlotte không biết như nào đây. Nhưng mà TNG rất tin tưởng cái con Charlotte đấy ạ, nó sẽ là một vị tướng mạnh ở vị trí solo đường. Còn nếu mà rơi vào tay anh em Việt Nam mình đấy ạ, thì chắc chắn là một slot đi rừng, sao thiếu được.
Đến khi đấy nha, ông cục vàng cục tím cha lotte hay là chả lá lốt thì nhiều lắm các bạn ơi. Lúc đấy anh em thoải mái mà chơi. Lúc đấy TNG lại có thêm một vị tướng để có thể gửi tới cho anh em ở vị trí vai trò slow đường rồi. Chứ bây giờ toàn là Floor, Zena, rồi là Richter, Zuka các kiểu, trời ơi. Bao nhiêu meta toàn như vậy rồi các bạn ơi. Thích nhất là chiêu cuối con Erin này, đó chính là dù anh em ăn không chế thì vẫn thoải mái được để xả những cái điểm nguyệt quế còn lại ra anh em nhé. Hãy cố gắng trước vào giao tranh để anh em cố gắng tích nhiều nguyệt quế vào. Ví dụ đây đang có 15 nguyệt quế nào. Đấy các bạn thấy không, sử dụng chiêu cuối spam cho nó sợ luôn. Khi nào xa tầm quá thì anh em bấm tắt đi là được, cho nó hồi nhanh ha. Ad cho em hỏi một chút là em đánh Enzo đi rừng thì nên pick ở trường hợp nào và lối đồ di chuyển ra sao, em cao thủ vài sao ạ? Ok bạn ơi, pick Enzo đi rừng đấy ạ. Khi team đối thủ vừa vừa khống chế thôi, ít khống chế thôi, ít tướng trâu thôi nhá. Cho nó trâu quá, nó che hết thì cũng rất là căng. Lối trang bị thì theo tiên di là lên semi nếu địch sốc đam căng nhá, lên full đam nếu địch toàn tướng máu mỏng và ít sốc đam. Di chuyển thì anh em vẫn là cái lối chơi là núp bụi mắc bất ngờ thôi, hoặc là nếu được đấy ạ thì có thể vỉa sau để có thể mắc lốp kẻ địch. Và đi gank đấy ạ, ưu tiên gank được rừng trước, anh em có thể dễ win hơn, kiểu là có đồng đội ở cạnh đó anh em. Nếu anh em gank rừng nhá, có thể là thằng rừng hay là thằng mid nói theo anh em đúng không, móc một quả nó gọi là tuyệt vời luôn. À không, Enzo này Enzo đi rừng mà đúng không, thì đấy có thể là thằng mid nó sẽ theo bạn. Thay vì mình đi gank top là chỉ có 2-1 đúng không ạ, thì chúng ta gank rừng thì sẽ có nhiều lợi thế hơn nếu mà xạ thủ và trợ thủ mình mạnh các bạn nhá, và có cái lượng sát thương đầu tốt. Chứ còn gặp mấy con xạ thủ ở đầu nó chả tí đam nào thì tỷ lệ gank thành công nó khó lắm các bạn ơi. Khi đó chúng ta lại phải đảo ra hướng khác để gank. Còn hướng nào thì anh em tùy trận đi, chứ tôi cũng không thể nói chuẩn nói chắc với anh em được. Bởi vì mỗi trận đấu nó lại kiểu khác nhau các bạn ơi, đúng không ạ? Đặc biệt mình rank đơn nhá, đi rank đơn kể cả anh em cầm kèo trên, nếu mà sơ sót hoặc là đồng đội tệ ấy đó, thì kể cả anh em cầm kèo trên cũng có thể nát bình thường. Ad ơi, em không biết nên mua Omen hay Tachi ạ? Omen bạn ơi, Tachi chờm gì mệt lắm. Tachi như là Quang Hải đánh Tachi đi rừng cũng có vẻ dễ dàng gì đâu. Có phải là như là Khoa đánh Tachi trợ thủ dễ đâu anh em. Khó lắm. Cái bài Tachi đi rừng hay là Tachi gì đấy thì nó căng lắm các bạn ơi. Bởi vì Tachi bây giờ nó yếu hơn trước rất là nhiều. Đánh thì phải chiến thuật thật là tốt và phối hợp team ngon các bạn nhá, thì có thể dễ chơi được. Đấy, cái thằng cháu này nó hóa giải khống chế, nhưng mà khổ quá. Hóa giải được bao nhiêu thằng lắm đúng không? Hóa giải thằng Rack một tí khống chế của thằng Zuka thôi. Chứ tôi sao tôi cứ rỉa spam chiêu 1 rồi là spam chiêu cuối thôi. Thoải mái các bạn. Đồng ý là cái lối trang bị này thì anh em đi mid ạ, thì cái lối đánh bắn tay của anh em sẽ bị yếu đi khá nhiều đấy anh em ơi. Nhưng mà anh em nhớ nha, TNG bảo lại nè, không áp dụng cái lối trang bị này đi rồng như TNG đâu nhé. Bởi vì rồng cần một con xạ thủ nó đam vật lý căng. Chẳng qua trận đấu này là một trận đấu rank đơn và TNG cảm thấy là chơi được và lên được. Bởi vì team mình có con Grack để kiến tạo nè, rồi là có Zuka và Ryoma, một cái lượng đam vật lý rất là tuyệt vời để có thể ép trụ tuyệt vời rồi. Đấy. Thì mình cứ tèn tèn mà chơi thôi đúng không ạ? Còn không đấy ạ, đánh chuẩn thì các bạn cứ lên cái đồ vật lý tốc đánh cho con Erin này các bạn nhá. Thì chắc chắn giúp anh em để chơi tuyệt vời hơn. Em cầm Nagrod đối đầu AOI có được không? Được bạn ơi, kèo này kèo 50-50 đấy. Kỹ năng thằng nào hơn thằng đấy ăn thôi. Và quan trọng là TNG đang nói 50-50 ở đây là ở trong cái tình huống là ngang kỹ năng và ngang cái lượng tiền hơn các bạn nhé. Chứ không phải là thằng thì thọt, thằng thì các kiểu thì nó sẽ không được gọi là chuẩn cho lắm. Yeah. Thật ra thì hôm nay là phải lên mấy cái video góc nhìn tuyển thủ anh em nhé. Đó có thể là Hayate của Fit nè, rồi là Phoenix của C, hay là Erin của Chuck, hoặc là từ tôi nhớ lại nào, hay là Richter ba đồ của Khoa. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay nhân viên gà rán 2 ngày rồi mà chưa gửi cái góc nhìn tuyển thủ cho TNG ở tuần thứ 5. Thế có bực không chứ. Mọi tuần là cứ đến chiều thứ 2 là gửi cho tôi rồi, để tôi có thể là gửi góc nhìn tuyển thủ cho anh em rồi. Thế mà hôm nay đến tận thứ 3 vẫn chưa thấy gửi. Mình suy đi xét lại thì mình chưa làm cái gì nó quá đáng với anh em bên Carina. Thế mà không hiểu tại sao lại gửi chậm thế. Thế mà gì chứ. Thôi thì hy vọng là ngày mai có để gửi tới cho anh em các bạn nhá. Còn không có thì chúng ta lại tiếp tục cái series chính là test đồ tuyển thủ thôi. Ad ơi, em với bạn hay lập đội Bright và Grack. Ví dụ em gom người lại đấy ạ. À ví dụ gom người thì em sẽ núp bụi khống chế để Grack kéo. Nhưng mà bây giờ gặp bọn cho Nai phải chơi ra sao ạ? Ôi. Nói chung ấy, gặp kèo khó hoặc là bọn nó giải khống chế đấy ạ, thì cứ từ từ đợi thằng Grack kéo trước đi, nó cho nó câu chiêu đi, hoặc là đợi đồng đội vào trước mình vào sau bạn nhá.
Chứ còn có phải là tình huống nào cũng gặp những cái tướng đó đâu, và có phải là tình huống nào bọn nó đi chung để mà chơi đâu, đúng không ạ? Nên các bạn tự tin đi, con Grack một trong con nó có khả năng tạo biến cao. Đấy, vừa nói, đúng không ạ? Vừa nói thôi, đột biến ngay. Trời ơi, đỉnh quá luôn ý. Trời ơi, bị xoang khó chịu ta. Có ông nào giống tôi không ạ? Có ông nào bị giống tôi không ạ? Ức chế cực kỳ đấy. Và anh em, đừng quên đặt câu hỏi QA dưới video để giao lưu QA cùng Trảm Game các bạn nhá.